báo thời tiết các tỉnh thành ngày 12 tháng 6 năm 2020. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có thể có mưa dông lúc 23 giờ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố New York, Mỹ, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Thủ đô Paris, Pháp, nhiều mây, có mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, nhiều mây, có mưa vào chiều và tối, gió Tây cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ.